Cảm ơn chị Thánh Kiều rất là nhiều ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ được học cái nội dung đó chính là làm như thế nào để chúng ta sẽ đạt cái mục tiêu tài chính hàng năm. Đúng ạ. Thì trong ngày hôm nay là mình sẽ xem thử là các anh chị mình đang ứng dụng tật bước nào rồi. Thì tùy vào cái bước ứng dụng của anh chị mà mình sẽ xem là mình nên chia sẻ cái bước nào, hay là mình sẽ hướng dẫn cho anh chị làm lại cái bức tranh cho nó sẽ là đi đúng với công thức ngay từ đầu, để mà giúp cho anh chị có thể đạt được cái mục tiêu tháng năm nay một cách tốt nhất được không ạ? Dạ rồi, và cho Linh hỏi là trong buổi dung ngày hôm nay có bao nhiêu anh chị mình đã biết cái công thức, cái cách đặt mục tiêu tháng năm rồi ạ? Và anh chị có thể là comment số 10 giúp Linh được không ạ? Và anh chị nào mình chưa biết có thể comment số 9 giúp Linh được không ạ? Anh chị nào đã biết rồi mình có thể comment số 10 nha. Anh chị nào chưa biết thì mình có thể comment số 9 ha. Dạ tuyệt vời. Và cho Lan xin hỏi là bao nhiêu anh chị mình đã hoàn thành, mình đã viết ra ở cái bức tranh mục tiêu của mình rồi. Dễ thì mình có thể là comment số 8 giúp mình đứng ạ. Mình đã viết ra nữa, mình đã viết ra hoàn chỉnh cái bức tranh của mình rồi, mình có thể comment số 8. Và anh chị nào mà chưa làm bức tranh mục tiêu 30 ngày thằng năm này luôn á thì mình có thể comment số 7 giúp lành đứng ạ. Anh chị nào làm rồi có thể comment số 8 ha. Anh chị nào chưa làm á thì có thể comment số 7 giúp lành đứng ạ. Ờ, tuyệt vời quá. Ở nhiều anh chị làm rồi, ở nhiều anh chị chưa làm đúng không ạ? Thì cái buổi ở ngày hôm nay anh chị ở Lan sẽ thực hành cho anh chị luôn. Anh chị nào mà mình chưa làm thì có thể là ngày hôm nay mình sẽ thực hành, mình việc cùng Lan luôn. Đúng ạ, mình sẽ việc ngày hôm nay luôn. Thì để mà giúp cho anh chị, tại vì anh thấy là nhiều anh chị mà mình ở ngoài mình tự viết mà mình không có viết mình không có làm, mà anh chị không có làm cái bức tranh này thì nó không giúp cho anh chị có thể đạt được cái mục tiêu được. Tại vì sao ạ? Tại vì tiềm thức của mình sẽ thông qua hình ảnh và cảm xúc, đúng ạ. Nên là nếu như mà mình không có bức tranh thì tiềm thức của mình nó sẽ không có một cái hình ảnh rõ ràng, và cái cảm xúc của mình cũng không có cao trào được, cho nên là nó chưa dễ để mà giúp cho mình đạt mục tiêu. Và cho nên là cái ngày hôm nay bước đầu tiên để mà anh chị đạt cái mục tiêu tháng năm của mình á thì anh chị cần viết ra cái bức tranh mục tiêu của mình, được không anh chị ơi? Thì bây giờ là trong buổi trưa ngày hôm nay á, thì Lâm thấy đôi khi nhiều anh chị mà mình cũng học quen trong câu lạc bộ đó đó nhưng mà đôi khi là mình cũng chưa có làm luôn. Thì hôm nay là anh chị có thể là làm công lành đứng ạ. Thì sau khi anh chị làm những cái bước này xong á thì Lâm sẽ hướng dẫn cho anh chị những cái bước tiếp theo làm như thế nào để anh chị có thể là đạt được cái mục tiêu trong tháng năm này một cách là cụ thể và rõ ràng hơn, đúng không ạ? Rồi anh chị nào mình đã làm rồi thì bây giờ hôm nay mình có thể xem lại cái bài của mình đã đủ cảm xúc chưa? Anh chị đã đủ 10 điểm với lại cái bức tranh của mình chưa? Nếu như mà chưa đủ 10 điểm thì anh chị có thể thêm vào. Cần cái điều gì nữa không? Cần cái yếu tố gì nữa không? Để mà mỗi khi mà nghĩ về cái bức tranh là tôi phải là rưng rưng lên, đúng không ạ? Tôi phải cực kỳ cảm xúc. Tôi cực kỳ cao trào. Dạ. Yeah. Có nghĩa là không cần hay hay là chưa hay đâu ạ. Mà cái quan trọng là cái mục tiêu này nó có cảm xúc với anh chị không? Nếu như cái mục tiêu này đôi khi cái ngôn từ của mình nó đơn giản ấy, nhưng mà cái điều đơn giản đó nó làm cho mình rất là cảm xúc, mình rất là khao khát đạt được cái điều này, thì đó mới chính là cái chìa khóa để giúp mà chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình, đứng anh chị ơi. Yes, vậy thì bây giờ anh chị có sẵn sàng để ngày hôm nay thực hành công lành
chúng ta sẽ ngồi đây để chúng ta viết ra cái bức tranh mục tiêu của mình ạ. Bao nhiêu anh chị sẵn sàng thì có thể comment, tôi sẵn sàng giúp Lan đứng ạ. Anh chị mà có một cái bức tranh mà đầy cảm xúc và lành nói, anh chị áp dụng đúng cái chiến lược tiếp theo của câu lạc bộ nữa và trong cái thằng này thì cỡ nào cũng đạt được anh chị ha. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì bao nhiêu anh chị mình đã có số bút rồi ạ? À? Ngày hôm nay mình có số bút là không có thực hành được nha. Bao nhiêu anh chị đã có số bút rồi, có thể là đưa lên màn hình giúp Lan được không? Yes. Và trong ngày hôm nay là ngày thực hành. Cho nên là anh chị chúng ta cần bật camera lên. Và chúng ta thực hành để mà chúng ta viết xuống cái bức tranh mục tiêu của mình. Được ạ? À? Nên là anh chị nào mà hôm nay mà mình không gỡ bật cam đó, mình tắt cam đó, rồi xem như là mình đâu có nhận được giá trị gì đâu. Mà anh chị học và anh chị không có thực hành từ cái bước một đúng không anh chị, thì mình qua những cái bước tiếp theo lý do vì sao mà mình chưa có đạt được cái điều mình mong muốn. Nên là vào mỗi đầu tháng thì chúng ta cần dành ra anh chị ha, ít nhất là nói chung là nếu như anh chị nào làm quen rồi thì cũng rất là nhanh, đôi khi là 15 phút là anh chị có thể là hoàn thành cái bức tranh của mình rồi. Anh chị nào mới mới thì đôi khi là cần nhiều hơn. Nhưng mà anh chị làm mỗi tháng liên tục như vậy thì sao ạ? Ế, bắt đầu là anh chị ứng dụng tiềm thức mạnh hơn. Có thể một cái bức tranh ngày hôm nay đôi khi anh chị ứng dụng 30 ngày mới đạt kết quả. Đôi khi có nhiều anh chị là 2 tháng, 3 tháng mới đạt kết quả. Nhưng bắt đầu khi mà mình có ứng dụng đúng ạ. Có thể là có nhiều anh chị là ăn mừng với Lan là mới 2 tuần mà chị đạt cái mục tiêu tháng rồi. Rồi có nhiều anh chị là mới 3 tuần đạt được mục tiêu tháng rồi. Có anh như anh chị mà một tuần là đạt mục tiêu thẳng rồi đúng ạ. Thì đó là một cái quá trình mà mình ứng dụng liên tục thì anh chị sẽ mạnh hơn và anh chị sẽ đạt ra cái kết quả nhanh hơn. Yes. Dạ rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái ngày hôm nay anh chị nhé. Ngày hôm nay thì Lan sẽ không có chia sẻ thêm về cái cách làm nữa. Tại vì trong những ngày qua thì anh chị đã được học rồi. Và hồi tối là Lan cũng mới chia sẻ lại cái công thức để mà giúp anh chị biết cái cách đặt công thức xem mục tiêu số mắt rồi đúng không ạ? Cho Lan hỏi là ở đây bao nhiêu anh chị mình đã biết cái công thức mục tiêu số mắt rồi. Anh chị có thể là comment số 10 giúp Lan đứng ạ. Anh chị nào chưa biết có thể comment số 9 giúp Lan đứng ạ. Dạ ở đấy thì Lan thấy có một số anh chị là mình chưa ghi đúng cú pháp đúng ạ. Anh chị vui lòng sửa lại giúp Lan đúng ạ. Anh chị nào mà hôm nay mà không ghi đúng cú pháp á, là mình sẽ không có được nhận cái quà tặng của Lan. Mình không có nhận được cái tài liệu để mà mình ứng dụng cũng như là những cái phái sách mà giúp cho anh chị ứng dụng đạt được cái kết quả nhanh hơn công câu lạc bộ. Tại vì đâu biết anh chị ở nhóm nào đâu mà tặng. Nên là anh chị nào á, mà mình chưa đúng cú pháp thì Lan xin tặng cho anh chị 30 giây để mà chúng ta sửa lại cú pháp của mình. Cách để sửa lại cú pháp là anh chị bấm vào cái phần tên của mình. Sau đó anh chị bấm vào cái chữ thêm. Thì nó có cái phần đổi tên. Thì anh chị có thể đổi tên lại. Hoặc là ngay từ đầu mà mình mới vào Zoom thì anh chị sửa đúng cái tên của mình luôn. Cú pháp sẽ là gì ạ? Anh chị có thể comment lên trên không chat giúp Lan đúng ạ. Cú pháp là gì ạ? Anh chị nào ở đây mà chưa ghi đúng cú pháp là có phải anh chị cảm thấy là bán hàng chưa dễ không? Lan hỏi thật, có phải là anh chị cảm thấy là bán hàng chưa dễ không, hoặc là mình cũng đang kinh doanh nhưng mà mình cảm thấy là mình chưa có được thành công lắm không? Từ một cái việc không đúng cú pháp thôi mà Lan suy ra được luôn. Và đúng ạ. Tên bảng tên nhóm trưởng là đúng rồi. Tại vì nếu như mà anh chị ghi đúng cú pháp đó, là anh chị đang làm gì ạ? Anh chị đang thể hiện cái thương hiệu của mình đó. Cái tên của mình chính là cái thương hiệu của mình đó anh chị. Mà bây giờ cái thương hiệu của mình đó mà mình không có chia sẻ, không có tỏa sáng cho mọi người ấy, thì ai biết thương hiệu của mình đâu. Yeah. Nên là chúng ta hãy xây dựng cái tên của mình trở thành cái thương hiệu triệu đô.
cái thương hiệu tỷ đô của mình sau này. Bao nhiêu anh chị định vì cái tên của mình đó là sau này sẽ trở thành cái thương hiệu triệu đô tỷ đô ạ. Comment tôi giúp Lành đứng ạ. À, giống như là cái tên của bác Phạm Nhật Vượng đó anh chị, thương hiệu tỷ đô. Cái tên của hay Donald Trump, thương hiệu tỷ đô. Anh chị đã định vì cái tên của mình như vậy chưa ạ? Hết vậy anh chị có biết cái lý do vì sao mà mỗi lần vào câu lạc bộ là câu lạc bộ cứ hướng dẫn là anh chị để đúng cú pháp chưa ạ? Tại vì đang hướng dẫn cho anh chị cái cách mà xây dựng thương hiệu từ những cái điều nhỏ nhất, và cách mình làm một việc chính là cách mình làm mọi việc. Và cái điều đó đôi khi mình nghĩ là đơn giản nhưng mà đáng giúp cho anh chị thành công hơn một ngày đó. Dạ rồi tuyệt vời rồi, chị Thái Ngọc comment tôi nhưng mà Lan thấy chưa đúng cú pháp nhá. À, chị có thể sửa lại cú pháp giúp Lan nhá. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Còn anh chị nào mà chưa việc sửa luôn nữa thì có thể là nhắn tin riêng cho nhóm trưởng để mà được nhóm trưởng hỗ trợ thêm đứng ạ. À. Dạ rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm học cái buổi dung ngày hôm nay anh chị ha. Và hồi nãy thì Lan thấy cũng có một số anh chị comment là mình biết cái công thức đặt mục tiêu sâu mắt rồi. Nhưng mà có một anh chị thì cũng chưa biết cho nên là Lan xin chia sẻ qua một xíu. Công thức đặt mục tiêu sâu mắt đó, nó sẽ có 5 bước anh chị nhé. Bước thứ nhất là gì ạ? À? Anh chị có thể comment giúp Lan được ạ. À? Bước thứ nhất là gì ạ? À? Bước thứ nhất đó chính là nó phải đơn giản. Mục tiêu của mình nó phải đơn giản anh chị ha. Lan ví dụ đi, anh chị đặt là tiền. Thì mình chỉ đặt mục tiêu của công là tiền về lợi nhuận của mình là bao nhiêu. Chứ mình không có đặt cái là à tôi phải bán đơn hàng trên Shopee là 5 đơn hàng. Hay là tôi phải bán mỹ phẩm gì đó. Hay là tôi phải bán 10 con gà hay là 10 con vịt. Cho mình không có phức tạp như vậy. Mình chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng là à, tôi có cái lợi nhuận như vậy thôi. Và tiềm thức sẽ biết được cái nguồn lực nào là nhanh nhất, nặng nhất, dễ dàng nhất để thu hút cho anh chị. Tại vì giả sử khi mà anh chị nói là à tôi phải bán được 10 đơn hàng thì tôi mới đạt được lợi nhuận này, thì vô tình chúng ta đã ngăn cản những cái nguồn lực khác từ bên ngoài mà vũ trụ mang tới chúng ta. Tại vì chúng ta đặt mục tiêu là tiền chỉ tới được cái từ nguồn này thôi, chứ không có tới được từ những nguồn khác. Được không ạ? Dễ. Và tiềm thức thì có rất là nhiều nguồn lực, cho nên là việc của mình là chỉ tập trung vào kết quả là mình đạt cái lợi nhuận đó thôi, còn nguồn lực nào tới ấy, mình đều đón nhận được không cả nhà ơi. Yes, thì đó chính là đơn giản. Và cái thứ hai là đo lường được. Đo lường được là sao? Anh chị hôm trước đã được doanh nhân chia sẻ, doanh nhân Trần Phương chia sẻ đúng không ạ? Có nghĩa là mình sẽ đặt cái mục tiêu là nó sẽ gấp 2 lần so với những cái thu nhập bình quân trước đó của mình. Ví dụ hôm nay là thằng 5 đúng không ạ? Vậy thì bình quân thu nhập mỗi tháng của anh chị là thằng 2, thằng 3 đi, là mỗi tháng là 10 triệu. Vậy thì bây giờ anh chị có thể đặt lên 20 triệu. Bình thường của mình là 50 triệu thì bây giờ mình có thể đặt lên là 50 triệu. Bình thường mình 100 triệu thì bây giờ anh chị có thể đặt lên 200 triệu. Có nghĩa là anh chị đặt gấp đôi. Đúng không ạ? Còn anh chị nào mà cảm thấy chưa tự tin lắm thì anh chị đặt gấp rưỡi. Đó, thì anh chị đặt trong cái phần đó. Chứ mình mới thì anh chị đừng có đặt vụng quá ha. Mình đặt vụng quá sau đó tiềm thức của mình á, tư duy gốc rễ của mình nó sẽ bằng cái giá trị. Đúng không ạ? Tiền của mình sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình, còn về giá trị mình trao cho cộng đồng. Mà anh chị đặt nhiều quá, anh chị đặt vững quá nhưng mà mình lại không chịu phát triển cái giá trị mình cao lên thì nó sẽ không cân bằng được. Cho nên là mình sẽ đặt gấp đôi hoặc là gấp rưỡi. Rồi bạn nhà anh chị mình đã rất là hiểu công thức, có thể comment số 10 giúp Lan đứng ạ. Vậy thì bây giờ anh chị có thể comment lên đây cái mục tiêu lợi nhuận của anh chị trong tháng năm nay giúp Lan đứng ạ. Để mà Lan xem anh chị đặt đúng công thức chưa nhé. Cái cú pháp là gì ạ? Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng, ví dụ ngân hàng Techcombank của tôi là bao nhiêu ạ? Anh chị có thể comment lên không chắc để mà Lan sẽ kiểm tra giúp anh chị nhé. Để xem là anh chị đã đúng với công thức chưa ha. Dạ rồi thì đó là mình phải đo lường được. Và cái thứ ba đó chính là sống như thế đã đạt được rồi. Sống như thế đã đạt được rồi có nghĩa là mục tiêu này mình chưa đạt được, số tiền lợi nhuận này mình chưa đạt được, nhưng mà hàng ngày á, mình hình dung tưởng tượng như thế là mình đã sở hữu số tiền này rồi, mình đã có được cái lợi nhuận này rồi, được không ạ? Yeah. Và cái thứ tư đó chính là trách nhiệm. Trách nhiệm với cái mục tiêu. Một khi mà mình đã cam kết với cái sự thành công của mình á, thì sao ạ? Thay vì ngay trước á, mình tập trung vào những suy nghĩ không tích cực
mình dành thời gian tâm trí của mình để tập trung vào cái việc đó là có người đang nghĩ gì về tôi, người kia nghĩ gì về tôi, hôm nay có ai nói xấu tôi không, hoặc là cái người này đang phản xạ với tôi không đó. Thì bây giờ mình sẽ không có phí cái thời gian đó của mình nữa, mình sẽ tập trung toàn bộ thời gian đó để mà tập trung vào điều tích cực, tập trung vào điều tốt đẹp, tập trung vào mục tiêu, tập trung để nâng cao tư duy của mình hơn. Thay vì ngày trước đó là mình sẽ xem những cái video, mình xem phim, mình cày phím mà tới 2 3 giờ sáng đúng không ạ? Rồi là mình đọc những cái tin tức chưa được tích cực, mình xem những cái tin tức drama. Thì sao ạ? Bây giờ là mình sẽ đọc sách, mình sẽ tham gia vào nhóm học công câu lạc bộ, mình ghi chép tư duy của chủ tịch Trịnh Huy để mình nâng cao cái giá trị của mình lên. Thì đó chính là trách nhiệm, được không anh chị ơi? Trách nhiệm cho cái mục tiêu của mình. Một khi mà tôi đặt ra thì tôi sẽ hành động tốt nhất có thể để tôi đạt được cái mục tiêu này. Và cái thứ năm đó chính là mốc thời gian. Mốc thời gian giống như Lan có chia sẻ với anh chị đó, hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận đó, anh chị nhớ giúp Lan phải ghi cái từ lợi nhuận. Chứ mà anh chị không ghi lợi nhuận, anh chị chỉ ghi tiền về, có nhiều chị cũng vui lắm, không ghi lợi nhuận xong cũng tiền về. Nhưng mà tự nhiên có cái người nào đó họ nhờ, họ mượn số tài khoản, họ chuyển qua hộ, thì cuối cùng cũng tiền về nhưng mà không phải lợi nhuận của mình. Lan sẽ đọc một số anh chị xem anh chị làm đúng chưa. Anh Khúc Cương, tôi sở hữu lợi nhuận số tiền trong tài khoản TP Bank của tôi là 50 triệu. Rồi, anh Khúc Cương nè. Anh Khúc Cương, anh chị Khúc Cương là chưa đúng cú pháp ạ. Sửa lại giúp Lan nhá. Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng TP Bank của tôi là 50 triệu đồng. Được không anh chị Khúc Cương ơi? Chị Bùi Duyên ạ. Chị Bùi Nhiên, hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận 40 triệu đồng về tài khoản ngân hàng Agribank của tôi. Tuyệt vời ạ. Chị Hoài Thương, hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024. Ủa, chị Hoài Thương là 30 tháng 5. Ok, về tiềm thức cho chị 30 tháng 5 nhưng mà 10 năm nữa được không ạ? Mới nhắc luôn, có ngày tháng năm cụ thể rõ ràng chị nha. Tiền về tài khoản của tôi là 10 triệu đồng, chị thêm từ lợi nhuận. Mình sửa lại là sao ạ? Hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, tiền về tài khoản gì ạ? Tài khoản ngân hàng gì ạ? Tài khoản ngân hàng Agribank hay Techcombank ạ? Của tôi là 10 triệu đồng lợi nhuận chị nhé. Chị Tú Anh, hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận là 150 triệu đồng ở trong tài khoản Agribank của tôi. Yes, siêu tuyệt vời ạ. Bạn Cẩm Tú, hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận 70 triệu đồng đã về tài khoản ngân hàng Vietcombank sổ rồi, rất là rõ ràng. Đặng Thị Cẩm Tú của tôi, yes, siêu tuyệt vời ạ. Dạ rồi, đó, bạn lành mới sửa cho một số anh chị á. Chị ngoan này, hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 24, năm gì còn năm 24 ta. Năm 24 là cách đây mấy nghìn năm rồi hả chị? Mình không ghi tắt rồi, tiềm thức không hiểu tắt đâu anh chị, ghi rõ ràng 2024 nhé. Tiềm thức chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi thôi. Hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2024, tiền về lợi nhuận trong tài khoản MB của tôi là, cái này là mới 20.600 thôi chị ơi. Ê, ghi tắt nha, 20.600. Nói chứ cái đọc kiểu này là đâu có ra 20.600.000 đâu. Chị ngoan đặt lại động chị nhá. Rồi tiềm thức là cổng trò rồi, cuối cùng nói ủa tại sao mà tháng này chưa đạt mục tiêu. Ai dè là vượt quá mục tiêu rồi, tại vì đặt có 20.600 mà. Gia nhân chị Lâu Sinh, hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2024, tôi có số tiền lợi nhuận là 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng Agribank của tôi. Quá là tuyệt vời. Rồi, Linh đã thấy cái comment của các anh chị rồi ạ. Rồi, anh chị nào mình đã hiểu cái công thức rồi đúng ạ. Linh thấy là sau này các anh chị comment nó rất là đúng rồi này. Và rất là tuyệt vời rồi. Đây có anh chị Oppo A292 là của ai ạ? Có thể là sửa lại cú pháp giúp Linh nhé. Rồi sau khi mà anh chị đã có cái mục tiêu của mình rồi á, thì bây giờ anh chị làm tiếp theo giúp Lan đó chính là viết cái bức tranh mục tiêu ra, viết cái bức tranh mục tiêu ra. Và tất nhiên rồi, cái bức tranh này nó phải có ý nghĩa gì đối với anh chị, cái đây là cái quan trọng nhất anh chị, cái này là cái khí để quyết định mình có đạt được hay không. Cái mục tiêu này nó có ý nghĩa gì với anh chị, nghĩa là
Nếu như một mục tiêu mà mình đặt ra, đạt cũng được mà không đạt cũng không sao. À, thì đôi khi nó làm cho mình chưa có được hành động mạnh mẽ. À, nhưng mà nếu như một cái mục tiêu mà anh chị cảm thấy là rất là bức rất là khao khát, rất là cồn cao, gọi là cỡ nào là tôi cũng phải đạt cái mục tiêu này, cỡ nào tôi cũng phải thành công, cỡ nào tôi cũng phải thay đổi, thì nó sẽ chạm vào cái trái tim của anh chị. Ví dụ như anh chị ngay trước khi mà Lan mới vào câu lạc bộ, anh chị biết cái lúc mà Lan đi bán hàng đó anh chị, thì cái thời điểm đó thì anh chị biết là những cái số tiền mà mình bán được mình không có giữ đâu anh chị, những cái số tiền mình bán được là mình chỉ có đóng vào ngân hàng thôi, mà còn không có đủ nữa anh chị ha. Cho nên là lúc đó thì anh chị biết là con của mình mà con nít mà thì nó thích ăn những cái thứ này thứ kia vậy đó, mà lúc đó anh chị biết là một cái xúc xích mà Lan lại không có mua nổi cho con anh chị. Nghĩa là bình thường là mình chở hai bé về đúng không ạ, thì cái hình ảnh của Lan trước khi vào câu lạc bộ này anh chị, mình đi bán cái này mình chỉ đủ tiền để mình đóng những cái khoản chơi dương trong ngân hàng, do vì mình có tư duy trí tuệ mình đã gây ra trước đó. Thì khi mà chở con đi học về thì con mới đòi là mẹ ơi mua cho con cây xúc xích. Lúc đó là Lan không có đủ tiền để mua hai cây anh chị, mà phải mua một cây mà bẻ ra làm hai. Thì là trong lúc đó mình mới vào câu lạc bộ ấy, thì mình cũng chưa có tư duy về sức khỏe, thì nói chung là con thích gì thì mình ấy về thích, nhưng mà có nghĩa là mình cũng không có đủ tiền để mà có thể mua hai cây anh chị. Và cái lý do đó nó rất là cảm xúc với Lan, cái lý do đó nó rất là cảm xúc với Lan. Mình sao mình nói là bây giờ là mình phải thành công hơn về tài chính, bây giờ mình phải thay đổi để mà mình có thể là cho con mình cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi khi một cái điều đơn giản đó thôi nhưng mà nó có cảm xúc với anh chị thì rất là tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị mình đã có cái lý do rất là cảm xúc rồi, có thể comment số 10 giúp ngành đứng ạ. Dạ rất là tuyệt vời ạ. Đó chính là cái mục tiêu này nó có ý nghĩa gì vậy anh chị? Cái lý do gì mà nó lớn hơn cái giấc ngủ của anh chị? Cái lý do gì mà nó khiến cho anh chị buổi sáng mình phải thức dậy để mình thực hiện cái giấc mơ của mình nhanh hơn, nó lớn hơn cơn buồn ngủ của mình. Đúng, mình đã có cái lý do đó chứ, nó phải lớn hơn cái điều đó. Cái lý do gì mà khiến mà nó lớn hơn là cái việc mà mình học tập mình ghi chép nó mỏi tay, nó phải lớn hơn cái mỏi tay đó. Nhưng mà cái lý do gì mà nhìn người ta đi chơi này kia mình là ở nhà học tập đọc sách nó phải lớn hơn cái ham muốn vui chơi bình thường đó. Yeah, đó là một cái cảm xúc rất là lớn để mà anh chị kết nối với tiềm thức bên trong của mình, giúp cho mình đạt cái mục tiêu hơn. Và anh chị có cái này là nói là anh chị đi nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc là mình không có biết vì lý do vì sao mình phải thành công. Đúng ạ. Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ anh chị có thể là cùng thực hành với Lan. Thì cái bước đầu tiên mình cần phải viết ra bức tranh anh chị nhé. Chứ mình đừng còn ngồi công câu lạc bộ học suốt 30 ngày mà mình chưa có cái bức tranh mục tiêu của mình. Thì như vậy nó rất là uổng nguồn lực mà tiềm thức sẽ gửi tới anh chị. Được không ạ? Bây giờ anh chị sẽ chuẩn bị bút giấy sẵn sàng để viết công Lan nhé. Và bao nhiêu anh chị rất là sẵn sàng là có thể đưa lên cho Lan thấy đúng không ạ? Dạ rồi, quá là tuyệt vời. Anh chị nào mà việc cảm thấy chưa cảm xúc lắm thì bây giờ mình thêm cái gì vào để cho mình cảm xúc dạt dào hơn. Mình nhớ tới cái mục tiêu của mình đó là trái tim mình là phải rúng lên anh chị. Anh chị việc bức tranh sao mà nhớ tới mục tiêu của mình, trái tim của mình nó phải rúng lên. Mình rất là cảm xúc luôn. Tại vì mình rất là khao khát thành công. Dạ rồi, anh chị có thể ghi hôm nay ngày 30 tháng 5. Bây giờ là mấy giờ ạ? Bây giờ là 10 giờ sáng hay là 2 giờ chiều hay là bao nhiêu giờ? Lúc này thì anh chị đang đứng ở đâu? Lan nó có một xíu ha, cái bức tranh này thì anh chị phải diễn tả được. Thứ nhất đó là năm giác quan của mình. Có nghĩa là lúc này đây mắt của mình đang nhìn thấy gì? Mũi của mình đang ngửi được mùi hương gì? Tai của mình đang nghe được âm thanh gì? Miệng của mình đang ăn hay là uống gì? Lúc này mình đang có cảm xúc như thế nào? Và cái quan trọng hơn là mình nghe được âm thanh của một người bạn đang ăn mừng và chúc mừng với mình. Có nghĩa là khi mà anh chị đạt mục tiêu này này thì anh chị sẽ nghe được âm thanh của người nào chúc mừng mình, người bạn của mình, chồng mình, vợ mình, con mình hay là người nhóm trưởng của mình. Ngay trước khi mình mới vào câu lạc bộ thì lúc đó là
chồng mình chưa có được tích cực đó, thì Lan chọn là bà con của mình, mong người bà con của mình đó, thì tùy vào mỗi anh chị hết, anh không phải nhọn chồng mình chẳng hạn. Dạ rồi anh chị có thể ghi công an lúc này là mấy giờ, và anh chị lưu ý á, mình làm bức tranh mình đừng có diễn tả cái thời khắc mình đã đi làm nhé. Mình hãy diễn tả cái thời khắc này, thời khắc mình đang tận hưởng, đang thư thái, đang thư giãn, đang đi ăn uống hay là đang đi vui chơi gì đó. Mình đừng diễn tả là mình đang đi làm, được không anh chị ơi? Hãy chọn cái khung giờ nào mà lúc này anh chị đang đi chơi, anh chị đang thư thái, thư giãn, đúng ạ. Dạ rồi anh chị sẽ tiếp tục nhé. Bây giờ là mấy giờ ạ? Lúc này đây tôi đang đứng ở đâu ạ? Anh chị đang đứng ở đâu? Có thể ví dụ bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang ở công, công vợ tối hay công chồng tối, hay là công cả con yêu của tối, đang đến một nhà hàng gì đó dễ, hay là đang ở trong một cái quán cà phê nào đó, hay là đang ở trong ngôi nhà của anh chị chẳng hạn. Nói chung là cái nơi nào mà anh chị thật sự cảm xúc. Nếu như mà anh chị thành công thì anh chị sẽ mời gia đình của mình tới đâu, đúng ạ? Cái nơi nào anh chị thấy quen thuộc, thấy cảm xúc thì hãy thêm cái nơi đó vào, tốt nhất là cái nơi đó là anh chị rất là yêu thích, đúng ạ? Lúc này đây anh chị đang công ai ạ? Ví dụ tôi đang công chung và cả con yêu của tôi. Đến ở đâu ạ? Đến nhà hàng hoặc là đến đâu đó? Anh chị đã thấy được cái địa điểm của mình chưa ạ? Yes, anh chị đang tới đâu ạ? Rồi, và lúc này đấy thì anh chị đang như thế nào ạ? Anh chị đang ở đâu? Ví dụ như ở nhà hàng thì anh chị đang ngồi ở đâu? Ví dụ như là tôi đang ngồi, gia đình của tôi đang ngồi ở một cái vị trí là gần cửa sổ chẳng hạn. Và tôi đang nhìn ra bầu trời, và hôm nay bầu trời rất là trong xanh. Hoặc là anh chị đứng trước cái sân vườn nhà mình thì anh chị nhìn thấy gì? Hoặc có thể là hôm nay mình về quê mẹ mình chơi chẳng hạn. Tùy vào hả? Yes. Lúc này anh chị đang ngồi hay là đứng ở đâu ạ? Rồi, lúc này anh chị đang cảm giác như thế nào ạ? Ví dụ như là lúc này là tôi đang cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, rất là thư giãn. Tôi đang rất là thư thả, đúng ạ? Yes. Dạ rồi. Hồi nãy giờ thì Lành quên nhắc anh chị làm một việc. Bây giờ mình nhớ hẳn như là tự nhiên có thể ghi. Rồi trước khi việc cái bức tranh này thì cả nhà có thể công Lành. Chúng ta sẽ dành ra 30 giây anh chị nhé, để mà anh chị sẽ ra quyết định. Là ngày bây giờ, ngày lúc này anh chị sẽ viết ra một cái bức tranh mục tiêu tháng năm của mình một cách là cảm xúc nhất, dạt dào nhất, hạnh phúc nhất. Và sau khi mà anh chị viết ra bức tranh này thì anh chị cũng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng năm của mình luôn. Và anh chị hôm nay là ngày 30 tháng 5 đúng không ạ? Thì chúng ta đang đứng trong một buổi dục, và anh chị đang comment ăn mừng thành công của mình là trời ơi, chúc mừng, xin chào các doanh nhân, các anh chị nhóm trưởng đúng không ạ? Tôi đã đạt được cái mục tiêu tài chính tháng năm của tôi rồi một cách vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Và lúc này anh chị thấy một trang phạo, một trang comment, tất cả các anh chị đang ăn mừng cho anh chị đang hưởng cái chương năng lượng này, để mà giúp cho anh chị có thể thành công hơn, đúng ạ? Thì bây giờ anh chị có thể công an, chúng ta sẽ tranh ra 30 giây để mà chúng ta ra quyết định anh chị nhé.
Dạ rồi. Yes, rồi. À, anh chị đã thấy cái bức tranh của mình chưa ạ? Yes. Ở lăn không cảnh thấy quen, tự nhiên bữa nào quen cái là thấy kỳ kỳ liền. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ viết tiếp anh chị nhé. À, lúc này thì chúng ta đang ngồi ở đâu ạ? Và lúc này anh chị cảm thấy như thế nào? À, lúc này đây tôi cảm thấy rất là thư giãn, rất là nhẹ nha. Đứng ạ. Rồi anh chị có thể việc xuống ạ. Lúc này đây anh chị đang có cảm giác như thế nào ạ? Thư giãn, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng thư giãn, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Yes, rồi, rồi sao? Bây giờ anh chị diễn tả là mình đang mặc bộ đồ màu gì? À, anh chị mặc cái bộ đồ nào mình yêu thích đó nhá. Chứ đừng có diễn tả là mặc đồ ngủ hay là nói chung là đồ mà mình đang đi làm. À không, hãy chọn cái bộ đồ mà mình yêu thích nhất để mà nâng tầm cái phong cách sống của mình. Được ạ, tại vì tiềm thức thì rất là thích đẹp anh chị. À, tiềm thức rất là thích đẹp, tiềm thức rất là thích cái gì đó mà màu mè. Nên là mình có thể là chọn cái bộ đồ nào mà nó sáng sủa, cái màu mà nó càng càng rực rỡ anh chị thì tiềm thức càng thích, đúng ạ. Dạ rồi, ngay lúc này đấy. Tôi đang mặc chiếc váy màu gì ạ? Hay là các anh thì đang mặc bộ trang phục gì ạ? Anh chưa thấy việc ra hết. Ví dụ tôi đang mặc một chiếc váy màu cám hay là màu hồng, rất là xinh đẹp, rất là dịu dàng và đầy quyến rũ, rất là sang trọng, rất là tinh tế. À, yes. À, toát lên một cái vẻ đẹp gì ạ? À? Toát lên một vẻ đẹp hiền hòa và tràn đầy tình yêu thương. Anh chưa thể thể viết vào á. Toát lên một vẻ đẹp hiền hòa. Và tràn đầy tình yêu thương. Như một thông điệp gửi vào vũ trụ. Như một thông điệp gửi vào vũ trụ. Như một thông điệp gửi vào vũ trụ. Tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu bao la từ vũ trụ. Tình yêu bao la từ vũ trụ. Tình yêu bao la từ vũ trụ. Những phúc lành, những điều tuyệt vời. Những phúc lành, những điều tuyệt vời. Những phúc lành, những điều tuyệt vời. Sự may mắn thuận lợi. Sự may mắn thuận lợi. Sự may mắn thuận lợi. Và mọi kết quả đến với tôi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, nhanh chóng. À, và chính xác như từng hơi thở, đúng ạ. Từ may mắn thuận lợi và mọi kết quả, và mọi kết quả
đến với tôi. Một cách dễ dàng. Một cách dễ dàng, nhanh chóng và nhẹ nhàng. À, anh chị nên viết ra giấy nhé. Viết ra giấy thì tiềm thức của mình sẽ cảm xúc hơn. Đó là đánh máy ha. Dạ rồi. Một cách dễ dàng, nhanh chóng. Và chính xác như từng hơi thở. Và chính xác như từng hơi thở. Và chính xác như từng hơi thở. Và sao nữa? Ở lúc này đây thì tôi nở một nụ cười thật là tươi. À, tôi nở một nụ cười thật là tươi, chán hoa. À. Tôi nở nụ một nụ cười thật là tươi. Chán hoa. Chán hoa. Cảm nhận bầu không khí trong lành này. Hay là cảm nhận bầu không khí tuyệt vời này. Cảm nhận bầu không khí như thế nào ạ? Trong lành và tuyệt vời này. Trong lành và tuyệt vời này. À, rồi lúc này anh chị nghe âm thanh gì mình có thể đưa vào? À, lúc này anh chị, ví dụ như anh chị đang ở một cái quán cà phê đi, hay là ở một quán nhà hàng đi, thì có thể là anh chị sẽ nghe một cái bài nhạc từ cái trong cái quán nó phát ra, đúng không ạ? Lưu ý là anh chị chọn bài nhạc á, thì mình chọn là cái bài nào á, mà phải vui vẻ, phải nhộn nhịp lên, đúng không ạ? Chứ đừng chọn những cái bài mà buồn á, anh chị đừng có chọn mấy cái bài nhạc tâm trạng á, giống như là bolero đó thì không có nên. Mình có thể là mình chọn cái bài nhạc ví dụ như là Việt Nam ơi, hay là sao. Tôi đang ngồi rất là thư giãn, rất là hạnh phúc, thì tôi nghe một cái tiếng âm thanh, một cái âm nhạc rất là du dương, rất là nhiệt huyết từ trong quán phát ra. Tôi đây thật phi thương, tôi đây thật kiên cương chẳng hạn. Hoặc là nếu như mà anh chị đang đứng ở sân vườn á, thì mình nghe tiếng chim hót líu lo, ví dụ là vậy. Hoặc là anh chị đơn giản đang ngồi ăn uống với chồng con mình á, thì mình nghe được âm thanh của vợ hay là của chồng, và cả con đang cười đùa rất là vui vẻ, đang là mọi người đang nói chuyện với nhau rất là rộn ràng đó. Anh chị đang nghe được âm thanh gì ạ? Thì mình hãy ghi vào, đứng anh chị ơi. Dạ rồi, bây giờ mình có thể tiếp tục ạ. Lúc này tôi đang nghe âm thanh gì ạ? Dạ rồi. Yes. Rồi anh chị đã xong cái phần âm thanh chưa? Lúc này anh chị đang nghe âm thanh gì ạ? Yes. Lúc này là tôi nghe âm thanh của chồng nè, của ba con yêu đang nói chuyện cười đùa rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm, tràn ngập tiếng cười. Như là một nhịp điệu thành công của tôi ngay hôm nay. Như là một nhịp điệu. Đúng không ạ? Những âm thanh này hòa thành một nhịp điệu như là thành công của tôi ngày hôm nay. Dạ rồi, anh chị có thể ghi vào hả? Những âm thanh này hòa thành một nhịp điệu. Thành công của tôi ngày hôm nay.
Dạ rồi. Tiếp theo là anh chị diễn tả cái giác quan là về vị giác của mình là miệng đó, đúng ạ. Lúc này anh chị đang ăn hay là uống gì? Ví dụ lúc này trên tay tôi đang cầm một ly collagen ngọt lịm đưa lên bờ môi. Tôi thưởng thức cái hương vị collagen đúng không ạ? Tôi thưởng thức cái hương vị collagen ngọt lịm đưa lên một cái bờ môi đỏ thắm. Hướng vị cô là dành ngón soạn lưỡi đó, hay là cái thức ăn gì mà anh chị yêu thích thì anh chị có thể thêm vào, nói chung là nó phải theo thì anh chị nhé, phải thể hiện là yêu thương sức khỏe của mình. Chứ ăn mừng thành công mà ghi vào tôi đang uống gì nữa, cố gắng hay là tôi đang uống rượu bia hay là tôi đang ăn thức ăn chiên rán dầu mỡ thì bớt nhé, bớt ăn gì nhé, đưa những cái thức ăn theo thì tốt cho cơ thể của mình vào. Được anh chị ơi, bảo nhà anh chị rất là rõ phần này, có thể comment số 10 giúp lành được ạ. Chứ mà không phải là diễn tả lúc này tôi đang vô 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 lẫn được nha. Yes. Rồi, theo thì yêu thương sức khỏe. Thì tiềm thức mới hút những cái điều tuyệt vời tới cho anh chị. Chứ mà mình nói là tiềm thức ơi phải thu hút tiền bạc về chị nhé. Mà trong khi là anh chị biết tiềm thức của anh chị là nó hằng ngày là nó phải hoạt động, nó phải điều khiển tất cả những cái tế bào bên trong mình để mà nó phải lọc, rồi nó phải đó là giúp cho anh chị tận những cái chất độc hay là những cái chất không tốt mà mình đưa vào miệng mình, anh chị nó phải làm việc rất là nhiều để mà tận những cái chất đó ra. Mà mình không có việc anh chị, mình cứ nói là tiềm thức ơi mang tiền về chị nhé. Trong khi là toàn là đưa vào những cái thức ăn mà mắc tiềm thức phải làm việc rất là cực lực để mà có thể là phải giúp cho anh chị một cái sức khỏe tốt nhất. Vậy thì cái này nó sẽ là một cái đường dây liên kết với nhau. Mình mong muốn là tiềm thức là làm việc cho anh chị ấy, thì anh chị cũng phải là cho tiềm thức của mình là những cái dinh dưỡng tuyệt vời nhất, biết bạn ấy là yêu thích gì, biết cái gì ấy là cưng cho bạn ấy, thì mình phải cho bạn ấy cái điều đó, được không anh chị ơi? Và cái phần này ấy, thì anh chị yên tâm nhé, anh chị tham gia cái nhóm rèn luyện tâm thân trí thì anh chị cũng sẽ được câu lạc bộ hướng dẫn cho anh chị ăn uống như thế nào, ăn cái gì mà tiềm thức thích. Càng ấn là càng thành công, càng ấn là càng thu hút nhiều nguồn lực để giúp cho anh chị đạt mục tiêu của mình. Bao nhiêu anh chị thích điều này, biển thức ấn thành tài sản luôn anh chị. Anh chị đã biết công thức này chưa? Chưa thì học nhé. Chưa thì học công câu lạc bộ. Trong những ngày tiếp theo, anh chị sẽ được chia sẻ đúng ạ. Dạ rồi. Lúc này anh chị đang ăn hay là uống gì ạ? Có chị là uống ly nước cam tươi đúng không ạ? Rồi. Hay là có chị thì ví dụ lúc này đang ở trong nhà hàng đó, thì lúc này chồng tôi đang thức cho tôi một miệng thức ăn, chồng tôi đặt lên bờ môi của tôi. Lúc này là tôi ăn cái hương vị thơm thơm, ngon ngon, béo béo của mùi thịt nướng, cộng với cái tình yêu thương của người chồng hay là người vợ gì đó, làm cho tôi cảm thấy rất là hương vị hạnh phúc, tràn ngập tình yêu. Đúng anh chị ơi. Nó hoặc là lúc này anh chị có thể là mình đang uống một cái ly sinh tố gì đó, hoặc là lúc này anh chị đang ăn cái món gì đó mà gia đình hay là anh chị yêu thích. Quan trọng là anh chị yêu thích đúng ạ, thì mình có thể đưa vào. Nhưng mà nó phải theo thì. Dạ rồi. Anh chị có thể biết ra lúc này tôi đang ăn gì ạ?
Dạ rồi, à, được chưa? Anh chị đã 60 phân là vì dạ của mình chưa ạ? Yes, uống trà cây, uống trà sữa. Dạ, uống trà sữa thì trà sữa nào mà ok, là chung trà sữa mà đảm bảo sức khỏe là được chị ha. Rồi, tốt nhất thì chúng ta sữa thì mình cũng hạn chế thôi anh chị. À, nếu như mà nhà làm thì ok, còn mà nếu như mình ăn ngủ ở ngoài thì mình cũng nên hạn chế, đúng ạ. Không, mà nếu mà đưa vào bức tranh thì mình nên chọn cái món nào mà theo thi hơn. Dạ rồi, đó. Rồi bao nhiêu anh chị mình đã xong phần này rồi ạ, xong cái phần vị giác rồi ạ. Có thể comment số 9 giúp anh đứng ạ. Anh chị đã nhìn thấy hình ảnh lúc này anh chị ăn hay là uống gì rồi chưa ạ? Anh chị nào mình chưa biết mình ăn hay uống gì không? À, thì có thể comment số 8 giúp anh không? Dạ rồi, tuyệt vời. Yes, rồi bắt đầu tiếp theo anh chị sẽ đưa cái mục tiêu sức khỏe của mình vào. Dạ, đưa cái mục tiêu sức khỏe của mình vào ha. Hỏi chị hèn phàm mà chưa biết mình ăn hay uống gì à? Hỏi chị chọn, ví dụ chị chọn cái món chị yêu thích thôi. Có thể lúc này chị đang uống một ly nước cam, hay là chị đang ăn cái món lẩu gì đó, hay là cái món gì mình yêu thích đó, đúng ạ. Dạ rồi, bây giờ mình đưa mục tiêu sức khỏe của mình vào anh chị nhé. Tại vì mình phải ngay từ đầu anh chị, mình phải là được cực kỳ ba chân nó rất là vững, chứ ngay từ đầu mình đâu có chọn đó là sức khỏe thôi, chỉ muốn sức khỏe thôi, hay là tôi chỉ cần hạnh phúc thôi, hay là tôi chỉ cần tài chính thôi, mà mình hãy chọn cả ba, đúng không anh chị ơi. Tại vì ba cái này nó sẽ là một sợi dây liên kết để mà hỗ trợ sự thành công của chúng ta. Mình vừa chọn một sức khỏe đỉnh cao tràn đầy năng lượng, mình vừa chọn mình một cái tài chính vững mạnh thành công, mình vừa chọn cho mình một cái gia đình hạnh phúc hòa hợp mối quan hệ. Anh chị đồng ý với Lánh ạ? À, Lánh nói ví dụ đi, bây giờ buổi sáng mà anh chị thức dậy mà anh chị học để mà mình gia tăng tài chính, mà bây giờ buổi sáng mình dậy là một sức khỏe mình có cái là mình cũng học nhưng mà đang gật lên gật xuống tại mắt là chưa được tỉnh táo cho lắm. Đó thì nếu như so với một người không tỉnh táo và một người tỉnh táo thì theo anh chị người nào sẽ học, họ sẽ tiếp thu được kiến thức nhiều hơn ạ? Vậy thì có phải là một người mà họ có cái sức khỏe tốt hơn, họ sẽ tiếp thu được cái kiến thức tuyệt vời hơn, chuẩn hơn, thì sau đó họ sẽ ứng dụng và họ sẽ tạo ra cái thành công nhanh hơn, đúng không? Nên là anh chị đã thấy cái sự dây liên kết giữa sức khỏe, tài chính và mối quan hệ chưa? Dạ, đó. Đấy là Lan rất là biết ơn câu lạc bộ luôn anh chị. Vào câu lạc bộ không nhận là Lan học về công thức giúp mình có thể gia tăng tài chính của mình. Mà đặc biệt mình học được công thức để mình có một cái sức khỏe tròn vẹn, ngay trôi qua là càng trẻ khỏe đẹp. Không biết Lan có đăng cái tấm hình, biết có anh chị nào ở đấy mà nhìn thấy cái tấm hình đó chưa? À, một cái tấm hình mà khiến cho chúng ta là phải thức tỉnh anh chị. Có nghĩa là có cái tấm hình anh chị chia sẻ là của một người đàn ông và một người đàn bà, mà cách đó là khoảng hai mấy ba mấy năm anh chị. Thì lúc này hai người là đẹp như nhau, trẻ như nhau anh chị ha. Nhưng mà sau đó vì một cái lý do nào đó thì cái cô gái này cô lại không có yêu thương chăm sóc cơ thể của mình. Thì sau đó sau ba mươi mấy năm thì sao ạ? Ở cái anh đó anh vẫn rất là đẹp anh chị nhé. Anh đó anh vẫn rất là đẹp, vẫn rất là cao to, vẫn rất là khôi ngô tuấn tú, vẫn rất là hot boy. Nhưng mà cái cô gái đó anh chị thì thay đổi hoàn toàn luôn. Từ hình ảnh đó là hai người là giống như là một đôi trai tài gái sắc, xong là ba mấy năm sau là giống như mẹ con luôn. Và là nhìn cái hình ảnh đó là tỉnh tỉnh người ra anh chị. Nhưng sao mình phải chăm sóc cơ thể của mình ngay từ bây giờ, chứ mình đừng có đợi tới lúc đó rồi mình mới chăm sóc cơ thể thì đâu có kịp nữa. Yes, nên là bao nhiêu anh chị mình sẽ sẵn sàng để mình chăm sóc cái sức khỏe của mình ngay từ bây giờ, ngay từ giây phút này ạ. Cái tấm hình đó ở đâu rồi Lan là chưa có tìm thấy nữa. Dạ rồi, để dịp khác thì Lan sẽ cho anh chị xem, đúng không? Dạ bao nhiêu anh chị sẵn sàng chăm sóc và yêu thương cơ thể của mình ngay từ bây giờ.
anh chị nào mà yêu cơ thể của mình đó là nói anh chị siêu giàu. Tại vì ngoài kia mà ai giúp anh chị bằng tiềm thức của mình đâu, ngoài kia có ai mà có cái năng lực bằng tiềm thức của anh chị đâu. Mà anh chị mà càng yêu thương tiềm thức của mình là anh chị chỉ có là tiềm thức của mình đó, nó làm hồng hộc, làm như trâu. Mang về mọi nguồn lực, mọi quý nhân phù trợ, để mà giúp cho chủ nhân của tôi là đạt được mục tiêu. Tại vì tôi quá yếu chủ nhân của mình, đơn giản thôi anh chị. Mình trao tình yêu cho người ta như thế nào thì người ta sẽ tạo trao lại như vậy cho mình. Chị Dương nồi có gửi đến tuyệt vời đó, anh chị thấy hình ảnh đó chưa? Trời ơi, bao nhiêu anh chị đau đớn là ngày trôi qua là tôi cứ phải trang trẻ khỏe đẹp ạ. Bao nhiêu anh chị đau đớn là ngày trôi qua là tôi phải càng trẻ khỏe đẹp ạ. Thấy comment tôi giúp lành được ạ. Nên là đừng có anh chị nào nói là bây giờ chị chỉ cần tiền thôi nha, chị là sức khỏe và chị lớn quan trọng em nhé. Đó, anh chị thấy hình ảnh này không ạ? Yes, năm 1986 này anh chị, cái cô gái này, hai anh chị thấy là trai tài gái sắc ạ. Mà điều gì xảy ra sau gần 30 năm ạ? Anh chị thấy bây giờ giống như mẹ con chưa? Chịu nổi không? Anh chị nhìn tấm hình này chịu nổi không? Nó như là cỡ nào cỡ chứ, tôi là chơi quá là tôi cũng phải trẻ khỏe đẹp à. Thì nó không có phải tới từ đông một cái là 30 năm mà nó như vậy anh chị, mà nó sẽ tới từ cái thói quen của mình mỗi ngày mỗi ngày. Ngày hôm nay hiện tại anh chị đang đưa cái gì vào cơ thể của mình thì nó sẽ là cái kết quả cho ngày mai của mình. Đúng ạ. À? Tận hứng chưa? Nhé. Nên làm gì làm, ăn đúng uống đủ vận động hợp lý. Dinh dưỡng nào mà tốt nhất số 1 thế giới á, tôi dùng cái dinh dưỡng đó. Và tôi chỉ tôi phải nhanh chóng thành công để mà tôi chỉ trích ra là một phần nhỏ, 1/10 thu nhập xíu xíu của tôi, để mà tôi phải đầu tư cho gia đình của tôi, dinh dưỡng là tốt nhất thế giới. Bao nhiêu anh chị ra quyết định như vậy ạ? Người mà hàng đầu thế giới mà ăn gì là tôi phải ăn đó, người mà có năng lượng đỉnh cao khỏe mạnh nhất thế giới mà ăn gì là tôi ăn đó, được không anh chị ơi? Thôi các anh chị ra quyết định là số phận được hình thành. Ngày trước có lần đâu có dám nghĩ là như vậy đâu anh chị, nhưng mà vào câu lạc bộ cái nghe các doanh nhân chia sẻ cái lần cũng ra quyết định là bây giờ y vậy đó anh chị nhé. Người mà khỏe mạnh năng lượng đỉnh cao nhất thế giới ăn gì là mình đang ăn đó anh chị. Tuyệt vời hay, rất là tuyệt vời. Nên lần hay trôi qua là mình cứ trẻ khỏe đẹp hơn thôi. Yes. Nên là anh chị đừng nghĩ rằng là ngày trước anh cũng bị néo anh chị, là sao người ta nói là đâm ống á, lâu 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 da, còn đàn má là phải chăm sóc con cái là mau da. Cái mình cũng bị néo như vậy anh chị, mình cũng thèm sửa soạn bản thân luôn. Nhưng mà vào câu lạc bộ là khác, thay đổi. Đàn ông đàn bà chị mà biết yêu cơ thể là cứ ngày trôi qua là càng đẹp. Nên là lên cùng ba bé rồi anh chị nhé. Mà lần ra ngoài đường là người ta nói ủa ba con rồi đó hả, tưởng đâu là chưa có chung. Anh chị có thích được như vậy không ạ? Nói chung là ai cũng thích đúng không anh chị ơi? À, ai cũng thích, cho nên là cái quan trọng đó là mình thích thì mình phải hành động ngay từ bây giờ. Được không anh chị ơi? Rất là nhiều anh chị là cứ vào câu lạc bộ là trẻ đẹp hơn xưa, cho nên là bây giờ cái tiếp theo anh chị hãy đặt mục tiêu về sức khỏe cho mình, đúng không ạ? Giờ đây tôi đang sở hữu body như thế nào, giờ đây tôi sở hữu body như thế nào ạ? Giờ đây tôi sở hữu body là vòng 1 nè là bao nhiêu xăng, vòng 2 bao nhiêu xăng, vòng 3 bao nhiêu xăng, hay là các anh nam là body là bao nhiêu mũi, 6 mũi hay là bao nhiêu mũi. Thì tất nhiên là nó phải khả thi anh chị ha, mình cứ đặt từ 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 từ. Chứ mà hiện tại đang 6 mũi đoàn kết mà mình đặt trong 30 ngày là tôi phải body 6 mũi thì nó hơi là bất khả thi. Cho nên là anh chị cần phải đặt nó khả thi đúng không ạ? Ví dụ có thể là mình bắt đầu là mình đặt đó là đang sợ buổi đoàn kết đó, thì bây giờ mình đặt đó là tôi đã bắt đầu là có cái bụng phẳng ly, sau đó mình sẽ đặt là mình đang có 2 múi, 4 múi lên 6 múi đó. Nói chung là nó cũng phải khả thi theo thời gian anh chị nhé. Dạ cảm ơn anh Cương rất là nhiều. Anh Cương mới vào câu lạc bộ 2 tháng. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ ghi tiếp về cái mục tiêu sức khỏe của mình anh chị nhé.
À, giờ đây tôi đang sở hữu cái body chuẩn. Vòng 1 là bao nhiêu xăng ạ? Vòng 2 là bao nhiêu xăng ạ? Dạ. À, một rồi cứng năng là bao nhiêu kỷ ạ? Cứng năng là bao nhiêu kỷ ạ? Cứng năng là bao nhiêu kỷ? À, rồi tuổi tế bào là bao nhiêu? Anh chị là định vì tuổi tế bào của mình chứ ạ? À, tuổi vật lý thì bao nhiêu không có biết. À, nhưng mà tuổi tế bào thì cứ 18, 20 là được rồi ha. Được không anh chị ơi? À, tuổi tế bào của tôi là bao nhiêu? Một vóc dạng vô cùng hoàn hảo. Một vóc dạng vô cùng hoàn hảo. À, tôi cảm thấy vô cùng vui sướng trước thành quả của mình. Anh chị có cảm thấy vui sướng, hạnh phúc như thế nào không? Khi mà mình có một cái vóc dạng mà mình yêu thích không ạ? À, tôi cảm thấy vui sướng về thành quả của mình. À, yes, ở lúc này là tôi đang tận hưởng một bầu không khí tuyệt vời. À, tôi đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời. Tôi đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời. Tuyệt vời, cảm nhận sự phát triển của cơ thể. Cảm nhận sự phát triển của cơ thể. Một vóc dáng hoàn hảo, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân nhé. Khỏe mạnh là từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân. Một vóc dáng như thế nào ạ? À? Một vóc dáng hoàn hảo, khỏe mạnh. Và tràn đầy năng lượng. Từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân. À, và lúc này bên cạnh anh chị là ai? Đúng không ạ? Ở bên cạnh tôi, bên cạnh tôi là ai ạ? À? Nếu như là chồng thì họ đang mặc bộ đồ màu gì? À, nếu như là con thì họ đang mặc bộ đồ màu gì? À, nếu như là một người bạn thì người đó đang mặc bộ đồ màu gì? Đúng ạ, à, anh chị có thể thêm vào. Yes, ở lúc này bên cạnh tôi là, à, ví dụ như bên cạnh tôi là chồng của tôi, à, chồng tôi đang mặc một chiếc áo thun trắng cùng với một chiếc quần jean xanh chẳng hạn. Đó, lúc này anh chị có thể thêm về mối quan hệ không? À, tôi vô cùng hạnh phúc vì giờ đây à, tôi và chồng của tôi càng ngày càng hòa hợp, yêu thương và thấu hiểu. Đó, hoặc là anh chị mong muốn là mình có mối quan hệ hòa hợp với ai thì anh chị có thể thêm vào. Được không ạ? Yes, rồi. À, bạn nghĩ là con trai đang mặc bộ đồ màu vàng. Đúng rồi, anh chị hãy nhìn thấy rõ hình ảnh người đó họ đang mặc bộ đồ màu gì. Được không ạ?
Thôi, tôi rất là hạnh phúc vì giờ đấy. Chồng tôi và tôi như thế nào, hay là ba mẹ tôi và tôi như thế nào, con cái của tôi như thế nào. Con cái của tôi càng ngày càng thông minh, tài giỏi, hòa hợp, đồng hành cùng mẹ. Đứa nào anh chị có thể thêm vào ha. Ngày trước anh chị thì chồng của Lan không có cho đồng ý cho Lan học á. Cái mình cứ đưa vào bức tranh và mỗi ngày mình cứ lặp đi lặp lại như vậy. Xong một thời gian anh chị, tự nhiên chồng mình thay đổi lúc nào không hay, và thay đổi rất là tự nhiên luôn anh chị. Mà trước đó Lan nghĩ là chắc là không thể thay đổi được chồng mình nhưng mà tiềm thức có thể thực hiện thì anh chị rất là vi diệu. Dạ rồi. Rồi sao nữa? Ở lúc này đấy thì cả gia đình của anh chị hay là anh chị và người bạn đó đang nói chuyện với nhau những cái câu chuyện gì? Ví dụ lúc này đây tôi và người bạn của tôi thì đang hai chị em đang ăn mừng thành công với nhau, hoặc là ngay bây giờ cả gia đình của tôi đang cười nói rất là vui vẻ kể cho nhau nghe những cái câu chuyện thành công. Đúng không ạ? Đang cười nói, đang cười đùa rất là vui vẻ, rất là hớn hở. Đúng không ạ? Thì anh chị có thể thêm vào ha. Và lúc này đấy lúc này anh chị đã nhìn thấy hình ảnh đó chưa ạ? Lúc này đây tôi cùng với vợ của tôi, hay là chồng của tôi, hay là cả con của tôi đang cười đùa với nhau rất là vui vẻ và rất là hạnh phúc, ăn mừng cùng nhau, chia sẻ nhau những câu chuyện rất là thành công. Và chúng tôi đang cười đùa vui sướng trong cái kết quả của mình. Thì lúc này đây tôi cầm điện thoại lên, đúng không ạ, để có thể là ví dụ như chụp lại một cái tấm hình để làm kỷ niệm. Hoặc là lúc này tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo tín tín, và tôi cầm điện thoại lên và tôi nhìn thấy cái gì ạ? Và lúc này đây tôi nhìn thấy cái gì ạ? Trời ơi, tôi không thể tin nổi, tôi tròn xoe mắt ra và tôi nhìn vào điện thoại của tôi một lần nữa. Tôi không thể tin nổi, đúng không ạ? Trời ơi, sao ạ? Dòng tin nhắn đỏ chót từ ngân hàng Techcombank gửi về: hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2024, tiền về lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng của tôi là bao nhiêu ạ? Tiền về lợi nhuận trong tài khoản ngân hàng của tôi là bao nhiêu ạ? Cái mục tiêu của anh chị thì lúc này anh chị đã nhìn thấy cái số tiền về lợi nhuận của anh chị chính xác là con số mà anh chị mong muốn rồi. Thì lúc này anh chị vui như thế nào, anh chị hạnh phúc như thế nào, anh chị sống sự như thế nào, và mình sẽ ăn mừng như thế nào. Lúc này anh chị sẽ ngồi đó hay là anh chị sẽ đứng dậy, mình sẽ đưa tay lên chơi mình yes, như vậy, đúng không ạ? Hay là mình sẽ hôn vào hai đầu ngón trỏ của mình và mình néo lại cái thành công của mình. Và có thể lúc này thì anh chị sẽ quay sang, đúng không ạ? Quay sang người vợ của mình hoặc là người chồng của mình, nói rằng là sao ạ? Trời ơi, vợ ơi hay là chồng ơi, vợ đã đạt được mục tiêu của mình rồi, vợ đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu trong cái tháng 5 năm 2024 là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu lợi nhuận của mình rồi? Ví dụ như là anh chị đã hoàn thành mục tiêu là 200 triệu lợi nhuận của mình rồi. Rồi và lúc này anh chị vui như thế nào, anh chị hạnh phúc như thế nào, anh chị sống sự như thế nào, và khi mà anh chị khoe cái thành công của mình thì cái người bên cạnh mình đó họ sẽ ăn mừng công mình như thế nào. Ví dụ như là chồng tôi nói là wow, trời ơi, vợ giỏi quá, vợ xuất sắc, vợ quá tuyệt vời. Các con của tôi thì nói là chúc mừng mẹ, mẹ quá là tuyệt vời, mẹ quá là đỉnh cao, con rất là tự hào về mẹ. Hoặc là lúc này là tôi
cảm thấy là niềm hạnh phúc sống sự ngập tràn. Tôi cầm điện thoại lên và gọi máy cho nhóm trưởng của tôi đúng ạ. Nhóm trưởng của anh chị là ai ạ? Ví dụ lúc này tôi cầm điện thoại lên mà tôi gọi cho Lanh. Trời ơi Lanh ơi, Lanh biết gì không? Tháng này là chị đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Chị đã đạt được xuất sắc gấp đôi mục tiêu. Chị sẽ sở hữu 100 triệu đồng lợi nhuận rồi. Hay là chị đã đạt được số tiền lợi nhuận của chị trong cái tháng năm này là 1 tỷ lợi nhuận rồi. Thì tùy vào cái mục tiêu của anh chị đúng ạ. Và lúc này anh chị nghe âm thanh nhóm trưởng của mình chúc mừng mình như thế nào? Có thể lúc này Lanh sẽ nói với anh chị như thế nào ạ? Wow, trời ơi, siêu tuyệt vời của Lanh, chúc mừng chị, Lanh chúc mừng chị nha. Trời ơi, chị là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, thành công nổi tiếng thành công, yes. Rồi hai chị em ăn mừng high five với nhau qua điện thoại. Lúc này để tôi ngập tràn niềm hạnh phúc, ngập tràn niềm sống sướng khi mà tôi đã đạt được cái mục tiêu chính xác tài chính trong cái tháng 5 năm 2024 của tôi. Yes. Và lúc này đây tôi đặt tay lên trái tim mình. Cảm ơn tiềm thức. Cảm ơn vũ trụ. Cảm ơn ai nữa? Cảm ơn chính bản thân của tôi. Là nguồn. Là một người rất là tuyệt vời. Luôn kiên trì. Luôn tiến lên về trước để đạt mục tiêu của mình. Cảm ơn gia đình là nguồn động lực rất là lớn lao để mà tôi liên tục thành công. Cảm ơn Chủ tịch Trinh Húy, doanh nhân Nguyễn Diễm, doanh nhân Trân Quý, các doanh nhân trong câu lạc bộ, và đặc biệt cảm ơn người nhóm trưởng của mình, người đã gieo duyên để tôi biết tới kiến thức siêu tuyệt vời này, siêu trí tuệ này, để tôi thay đổi cuộc đời của mình. Và anh chị muốn cảm ơn ai nữa thì anh chị có thể là viết vào và anh chị dừng ở đó, và mình sẽ không diễn tả gì nữa, và sau đó anh chị sẽ néo cái cảm xúc này lại được ạ. Và anh chị liên tục hình dung tưởng tượng trong 30 ngày tiếp theo, hình dung tưởng tượng trong 30 ngày tiếp theo cái hình ảnh này được không anh chị ơi, để mà anh chị có thể là nếu là cái cảm xúc này liên tục bên trong tiềm thức của mình. Và lúc này anh chị sẽ nói là xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn, và anh chị hãy dừng ở đó chứ mình không diễn tả nữa nhé. Mình không có diễn tả lúc này là chị ăn mừng chị đạt mục tiêu của mình xong rồi chị đi tăng bá đang ăn lẩu thì bây giờ là đi karaoke, là không phải ha. Lúc đó anh chị dừng ở đó và anh chị hãy néo lại cái cảm xúc thành công này, liên tục hình dung tưởng tượng cái khoảnh khắc này trong 30 ngày tiếp theo. Được chưa ạ? Và nhờ anh chị mình hiểu phần này có thể comment tôi giúp Lành được ạ. Ôi yeah, chúc mừng doanh nhân anh Nguyễn Thắng đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng năm của mình. Chúc mừng tất cả các anh chị hơn 100, hơn 112 anh chị ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tài chính tháng năm của mình ạ. Quá là tuyệt vời. Yeah. Rồi, bao nhiêu anh chị mình đã hiểu được cái phần này ạ? Dạ, đó là cái quan trọng anh chị nhé. Anh chị cảm nhận được và nghe thấy được cái hình ảnh, cái âm thanh của người bạn đang ăn mừng và chúc mừng cho mình. Được không anh chị ơi? Dạ, anh chị đã nghe chưa? Anh chị đã nghe âm thanh ai chúc mừng mình chưa? Dạ, anh chị, cái người chúc mừng mình là ai ạ? Có thể là chồng mình, vợ mình, các con của mình. Hay là cái người nhóm trưởng của mình, được không anh chị ơi? Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Vậy thì anh chị hãy viết thêm cái phần này vào, được không anh chị ơi? Lúc này cả gia đình của tôi đang cười nói rất là hớn hở. Dạ rồi, chị Thu Lê là chồng ôm chúc mừng vợ. tuyệt vời, anh chị thấy hình ảnh gì ạ? Anh chị có thể thêm vào nha. Dạ rồi, lúc này là anh chị cầm điện thoại lên. Lúc này tôi đang thấy tiếng chuông điện thoại reo tin tin. Rồi anh chị hãy viết thêm cái đoạn kết này vào nhé. Lúc này tôi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo tin tin. Tin tin tin, rồi trời, lúc này tôi cầm điện thoại lên mà đôi mắt của tôi tròn xoe ra vì bất ngờ. Tôi dụi dụi mắt để xem lại lần nữa. Đúng không? Trời, bình thường là thu nhập 50 triệu, nhưng thằng này ứng dụng cái công thức câu lạc bộ cái đạt 8 triệu. Sướng ạ, bất ngờ không ạ, sống sướng ạ, hạnh phúc không ạ? Yeah, lúc đó cảm xúc anh chị như thế nào? Cảm xúc của anh chị hạnh phúc vượt qua như thế nào? Lúc này là trái tim của tôi là phải rúng lên, trái tim của tôi phải rúng lên, là mặt của tôi là đỏ bừng lên đúng không ạ? Tại vì là quá là tuyệt vời. Ngay trước Lanh mới vào câu lạc bộ, anh chị Lanh chỉ giảm đặt mục tiêu là 10 triệu lợi nhuận, mà cái thời khắc mà mình đạt được mình hạnh phúc vượt qua luôn anh chị, tại vì mình nghĩ là mình thể mình đạt được cái điều đó.
Và cứ từng bước như vậy mình có thể chinh phục những cái mục tiêu cao hơn. Được anh chị ơi, vậy thì bây giờ anh chị hãy ghi cái khoảnh khắc đó vào ạ. À, lúc này tiếng chuông thoại reo tin 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 và tôi cầm điện thoại lên và sao ạ? À, tôi cầm điện thoại lên và tôi nhìn thấy dòng tin nhắn. Ngân hàng gì ạ? Hôm nay ngày ba mươi tháng năm năm 2024 tiền về lợi nhuận trong tài khoản số bao nhiêu, anh chị ghi cái số ngân hàng của mình ra luôn nhé, à, để cho tiềm thức của anh chị nó thấy rất là rõ được không ạ? Số bao nhiêu ạ? Số tài khoản bao nhiêu ạ? Cầm bao nhiêu ạ? Cầm bao nhiêu lợi nhuận ạ? Yeah. Cả lúc này anh chị sẽ như thế nào? Yeah. Trời ơi, tiền về. Chính xác. 500 triệu đồng lợi nhuận. Rồi, wow, trong cảm xúc vỡ òa. Rồi anh chị có thể đưa vào cái bức tranh của mình ha.
Rồi sau lúc này tôi gọi điện cho nhóm trưởng của tôi khoe khoe trời ơi, nhóm trưởng anh chị là ai, Lanh ơi chị là đặt mục tiêu rồi, yes. Rồi anh chị hãy ghi lại cái khoảnh khắc ăn mừng đó được không ạ? Cái người nhóm trưởng nào là nói gì với anh chị ạ? À? Mình sẽ ghi vào anh chị nhé.
Rồi, quá là tuyệt vời. Anh chị đã sống vậy. Cái đoạn cuối anh chị có thể thêm vào sao ạ? À, yes, xin lỗi nơi, tôi là người thành công, tôi là người giàu có, tôi là người chiến thắng, tôi có thể làm được tất cả mọi việc nhờ vào sức mạnh tiềm thức, nhờ vào sức mạnh vũ trụ này. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, tôi là người ngoài hàng, yes. Rồi, anh chị có thể thêm vào cái câu đó để mà anh chị néo lại cái cảm xúc thành công của mình, đúng ạ? Yes, rồi bao nhiêu anh chị mình đã hoàn thành xuất sắc cái bức tranh mục tiêu tài chính tháng năm của mình rồi, anh chị có thể comment số 10 giúp Lành được ạ. Hồi nãy giờ là làm với anh chị là Lành đang làm chậm nhất có thể luôn á. Để mà đảm bảo là anh chị nào vẫn có thể là hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình. Nên là có anh chị nào mình chưa có hoàn thành không? Anh chị nào đã hoàn thành có thể comment số 10 giúp Lành. Anh chị nào chưa hoàn thành có thể comment số 9 ha. Dạ rồi, tuyệt vời quá. Và để mà có thể chia sẻ cho anh chị những cái bí kíp giúp cho anh chị để mà đạt mục tiêu 30 ngày, đúng không anh chị? Thì anh chị cũng cần phải là đạt cái mục tiêu này. Cho nên là vào ngày mai anh chị nhé. Vào chủ nhật sáng mai 4:30 thì Lan sẽ có một cái buổi Zoom hướng dẫn cho anh chị cái cách thiết lập mục tiêu ngay trong ngày như thế nào để mà anh chị có thể là đạt được cái mục tiêu trong cái tháng năm này của mình. Được anh chị ơi, bao nhiêu anh chị mình đã sẵn sàng tham gia để anh chị nắm bắt được cái bí kíp này ạ. Yes, và nhờ ứng dụng những bí kíp này anh chị thì rất là tuyệt vời luôn. Trong cái tháng tư vừa rồi Lanh cũng đã đạt được cái mục tiêu của mình là thu nhập lợi nhuận trên 9 con số anh chị, rất là tuyệt vời luôn. Và càng ngày thì mình càng có thể là hiểu được cái công thức để mà giúp cho mình có thể đạt được cái mục tiêu lớn hơn. Thì Lan sẽ chia sẻ vào 4:30 sáng mai. Đứng anh chị ơi. Dạ rồi, bây giờ anh chị đã có cái mục tiêu của mình rồi. Này anh, Lan thấy có một số anh chị là comment số 9 đó, là anh chị chưa hoàn thành đó, thì sau buổi Zoom này anh chị có thể xin là nhóm trưởng của mình ở cái video ngày hôm nay hoặc là cái bức tranh mẫu để mà anh chị có thể là hoàn thành cái mục tiêu của mình trong cái tháng năm này, đúng ạ? Và bây giờ thì anh chị có thể là dành ra khoảng 1 phút để mà anh chị có thể là đọc lại một lần nữa cái bức tranh của mình anh chị ha, và anh chị hãy vừa đọc vừa hình dung tưởng tượng như thế là mình đã đạt được cái mục tiêu này rồi, được anh chị ơi. Anh chị hãy dành ra 1 phút để mà anh chị đọc lại cái mục tiêu này do mình đã viết ra đây ạ. Anh chị đọc tới đâu anh chị hình dung tới đó, và trong 30 ngày tiếp theo anh chị hãy hình dung cái bức tranh này. Có nghĩa bây giờ anh chị viết như vậy thì mình thấy nó hơi dài đúng không ạ, nhưng mà khi anh chị hình dung mình chỉ cần hình dung, tại vì anh chị viết ra là anh chị thấy luôn cái bức tranh đó rồi mà, đúng không ạ? Mình chỉ cần hình dung 10 giây là mình thấy luôn bức tranh đó rồi. Nên cái quan trọng là anh chị tập trung vào hình dung hình ảnh đó. Lúc này mình đang ở đó với những cái người thân yêu của mình, mình đang mặc bộ đồ màu đó, mình đang thưởng thức cái hương vị ngày hôm đó, và lúc này mình đã nhìn thấy cái số tiền về lợi nhuận chính xác trong cái tháng này, và mình đã nghe được âm thanh những người bạn của mình chúc mừng mình rồi, được không ạ? Dễ, và liên tục trong 30 ngày tiếp theo anh chị hãy hình dung tưởng tượng cái bức tranh này. Dạ rồi, ok, vậy bây giờ anh sẽ dành ra 1 phút để mà cả nhà mình có thể đọc lại để anh chị hình dung tưởng tượng cái bức tranh mục tiêu của mình nhé.
Dạ rồi, rất là tuyệt vời. Ở bình thường á là anh chị cầu nguyện cái gì mà anh chị bật cái nhạc nói chuyện với tiềm thức này lên thì rất là hay anh chị, nó sẽ giúp cho mình có cảm xúc hơn. Yes. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hoàn thành cái mục tiêu ngày hôm nay rồi. Lành xin chúc cho tất cả các anh chị cô chú của mình sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng năm và bảo nhà anh chị rất là định. Tôi sẽ hoàn thành cái mục tiêu này một cách vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Và tôi sẽ tập trung tâm thân trí để có thể bám sát câu lạc bộ Chạm Tay Hỏa Vàng, bám sát nhóm trường của mình trong cái hành trình 26 ngày tiếp theo, đúng không anh chị, trong cái tháng năm này, để tôi có thể hoàn thành và vượt qua xuất sắc mục tiêu tháng năm năm 2024 thì có thể comment tôi được không ạ? Yes. Và làm như thế nào để anh chị có thể thiết lập mục tiêu ngay, giúp cho anh chị có thể đạt được được cái mục tiêu trong cái tháng năm này, thì Lan xin hẹn là anh chị vào 4:30 sáng mai và vào tối nay 20:30, chúng ta còn sẽ được học những cái bí kíp vô cùng tuyệt vời từ câu lạc bộ, giúp cho anh chị có thể đạt được cái mục tiêu tháng năm của mình một cách nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất, được không ạ? Và bây giờ thì cả nhà ơi, chúng ta có thể là bật mic lên để chào nhau nha. Tôi là dân Chạm Tay Hỏa Vàng, tôi và đại gia đình Tôi mình. là Xin Chạm nhân Tay cảm Hỏa ơn Vàng. Chạm Tay Hỏa Vàng. Tôi Chúc cho là ngày cảm Mai. ơn. Yes. Chúc bà nhiều sức cả Thank nhà. you, thank you, thank you. I Hôm love nay you. nó Cả nhà nhiều có sức. dành là chiến thắng. Mục tiêu với tổng mục tiêu là Chúc như cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy yêu thương. Tháng năm này bùng nổ, lợi nhuận về, tiền về, trăm biết triệu. Á à, ơn, biết ơn một lần, biết ơn cả nhà, biết ơn. Tôi biết ơn về nhà là một buổi chiều tràn đầy năng lượng. nhân nhân chủ tịch Trịnh Quốc Huy và nhân nhân Nguyễn Chuyển và Phạm Kim Pha Đạo Hà và chị Hải Cảm ơn.